sinh hoạt và thải ra môi trường rất là nhiều rác thải đó các con. Vậy các con có biết nếu rác thải không được bỏ đúng nơi quy định thì điều gì xảy ra không nào? À, để biết điều gì xảy ra thì hôm nay cô cháu mình cùng xem một đoạn video với cô nhé. À, các con ơi, chúng mình vừa được xem video gì vậy các con? À đúng rồi, chúng mình vừa được xem một đoạn video nói về rác thải đó các con. À rác có ở những đâu vậy các con? À đúng rồi đó, rác thải có khắp ở mọi nơi đó các con. Tại sao rác có khắp nơi vậy các con? À đúng rồi, do mọi người vứt rác bừa bãi xuống sông, suối, ao hồ làm ô nhiễm nguồn nước nữa các con. Các con giỏi quá. À các con ơi, qua đoạn video trên các con thấy được những hình ảnh gì? À đúng rồi, là mọi người nè vứt rác bừa bãi nè, bỏ rác không đúng nơi quy định làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Thì qua đoạn video trên các con nhớ là phải vứt rác đúng nơi quy định nha các con, để giữ cho môi trường của chúng ta xanh sạch đẹp hơn nữa các con. À vì bây giờ cô cháu mình cùng xem một vài hình ảnh bỏ rác đúng theo quy định nha các con. Con vừa được xem những hình ảnh gì? À đúng rồi, các con vừa được xem những hình ảnh bỏ rác đúng nơi quy định. Khi ở nhà, khi đến trường, khi đi chơi, ăn quà bánh xong, các con vứt rác ở đâu? Đúng rồi, mình phải bỏ vào thùng rác nha các con. Các con ơi, vì sao các con phải bỏ rác đúng nơi quy định? À đúng rồi, là mình giữ cho môi trường xanh, sạch, đẹp hơn đó các con. Bỏ rác đúng nơi quy định là hành động như thế nào? À đúng rồi, bỏ rác đúng nơi quy định là hành động tốt đó nha các con. À các con ơi, vừa rồi cô cháu mình cùng tìm hiểu bài học dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định đó các con. Qua bài học hôm nay các con học được điều gì? À các con nhớ là phải bỏ rác đúng nơi quy định.
định, dù bất cứ ở nơi đâu thì các con cũng phải bỏ rác đúng nơi quy định, phải giữ cho môi trường xanh sạch đẹp nha các con. Đặc biệt là khi ở lớp, khi ở nhà, khi ăn xong hết bịch bánh, uống hết hộp sữa thì các con phải bỏ vào thùng rác, phải luôn giữ cho môi trường của mình sạch sẽ nha các con. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô ý chào các con.